vì tình yêu là say là nhớ. Sử dụng cái lá chuối để ngăn mấy cuốn gỏi cuốn khỏi cho nó bị dính vô nhau. Mình thấy cái này cũng là một cái rất là hay. Ta nói bình thường cái đường giãn kiếp nó rất là đông vui luôn. Đây là bớt rồi đó. Có 2.500 cuốn à, cho nên mỗi lần mua tôi mua cả chục cuốn ăn cho nó đã. Ở đây đặc biệt nhất là nước chấm rất là nhiều và ngon. Mấy cuốn gỏi thì cũng không có gì đặc sắc. Cơ bản có bún, rau, một miếng thịt với lại con tép nhỏ. Mình thì mình không có thích ăn tươm cho nên mỗi lần mua mình toàn kêu mắm nêm. Cái mắm nêm ở đây được pha rất là đậm đà. Người ta còn cho thơm cắt nhỏ với lại ớt nữa. Nè mỗi cuốn 2.500 nó là như vậy nè. Không biết có ai như tôi không chứ tôi cực kỳ mê mấy món cuốn. Ăn quanh năm suốt tháng cũng không biết ngán. Đây là công dụng của cái lá chuối này, lúc gỡ là nó không có bị dính. Quất thêm sữa thơm để lên trên. Trời ơi nó đã. Địa chỉ là 135 đường Vạn Kiếp, các bạn có thể đến mua hoặc là ship nha. Ở trong chợ Gia Tiểu và của hai chú chú này là chú Sóc Trăng, và đây cũng là một tiệm gỏi cuốn mình thường xuyên đến ăn tại vì nó rất là gần nhà mình, nhưng mà không phải vì gần mà mình đến ăn nha mọi người, tại vì ở đây ăn cực kỳ ngon. Và mọi người có thể thấy một cái xe gỏi cuốn rất là đơn giản nhưng mà nhìn cực kỳ sạch sẽ và rất là bắt mắt, và mình rất là ưng một điểm ở đây là của chú cho thì đồ ăn kèm rất là nhiều, cũng như của chú cho ớt nè, đường chấm nè, đậu phộng nè, cái gì cũng nhiều hết mọi người. Nói mình thấy là cái chú rất là to luôn, mình mua 10 cuốn nhưng mà thật sự mình không thể nào ăn được 1/3 luôn. Nước chấm là một cái chuyện vui luôn mọi người. Cô có nói bây giờ cô sẽ bán tầm 7 giờ sáng là có, và bán cho tới khi 9 giờ 10 giờ luôn. Và mọi người bây giờ có thể lên app nào mọi người đặt được luôn nha. Có cái tên có để ở đầu á, và trên đó thì nó sẽ mắc hơn ở ngoài 1.000 nha mọi người. Quê cô chú thì ở Sóc Trăng á mọi người, mà cả mùa dịch này cô chú nó không có về quê thăm nhà được luôn, và bán xuyên suốt luôn á, cho nên mọi người có ăn thì mọi người ủng hộ cô chú nha. Rồi cô chú cực kỳ hiền và rất là dễ thương luôn, và mình bảo đảm với mọi người ăn ở đây rất là ngon nè, sạch sẽ nè, cho nên mình giới mới giới thiệu mọi người chứ không phải là tại vì cô chú dễ thương mà giới thiệu đâu, mà tại vì nó ngon thật sự luôn á. Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh một vụ cướp giật xảy ra trước một quán ăn trên đường số 12 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 13 giờ chiều ngày 19/2/2022. Từ góc quay này có thể thấy ba cô gái đi trên hai xe máy rẽ vào con hẻm bên hông quán. Ít giây sau, đối tượng xuất hiện và chạy xe máy rẽ theo ba cô gái.
lái vào trong hẻm thì cũng là lúc đối tượng phóng xe vượt qua để thăm dò. Khi xác định con mồi, đối tượng quay xe và thực hiện vụ cướp. Khi ba cô gái còn đang loay hoay cướp xe thì đối tượng đã áp sát giật phăng chiếc điện thoại di động trên tay của cô gái. Nghe tiếng chi hô, nhiều thực khách cùng nam nhân viên trong quán đã chạy ra truy đuổi kẻ cướp nhưng không kịp. Nạn nhân bị cướp giật chiếc điện thoại là một cô gái 23 tuổi, cũng là nhân viên của quán ăn. Liên quan đến vụ cướp giật, đại diện công an phường Bình Hưng Hòa cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc.